Ok, tiếp tục. Vâng, xin chào anh chị và các bạn. Trong video này thì tôi sẽ tiếp tục trình bày với các anh chị và các bạn một cái nhóm giải pháp tiếp theo. Tôi gọi nó là cái nhóm giải pháp xử lý khủng hoảng truyền thông để giảm thiểu cái mức độ thiệt hại hoặc là cái hậu quả của khủng hoảng truyền thông xảy ra. Nhóm này thì tôi gọi nó là nhóm giải pháp truyền thông nội bộ. Giải pháp truyền thông nội bộ. Bởi vì quan điểm của tôi như thế này. Khi mà khủng hoảng truyền thông xảy ra hoặc là sự cố xảy ra thì trong nội bộ sẽ rất là náo loạn, đúng không ạ? Những cái thông tin nó có thể sẽ không chính xác, nó có thể người biết nhiều, người biết ít, người biết đúng, người biết sai, rồi những cái tin gây nhiễu, tin loãng nó rất là nhiều. Đấy, và nó có thể tạo ra những cái tâm lý hoang mang trong nội bộ, và vô tình có thể do chúng ta không thống nhất, không nhất quán thì một vài cái nhân viên nào đó có thể lại cung cấp những cái thông tin bất lợi cho doanh nghiệp, cho thương hiệu của chúng ta, cho ra ngoài, hoặc là đăng lên Facebook cá nhân, Zalo cá nhân, cho nên là chúng ta cũng cần phải kiểm soát cái việc đó, đúng không ạ? Thì theo tôi, các bạn cần phải cho rằng là khi mà khủng hoảng truyền thông xảy ra thì các bạn nên áp dụng cái hình thức là giải pháp truyền thông nội bộ, tức là bản thân trong nội bộ là phải có thông tin chính thức, kịp thời, hợp lý, bằng những cái phương thức khác nhau về cái vụ việc như vậy đó. Theo tôi thì ban lãnh đạo doanh nghiệp hoặc là tổ chức, đúng không, thì phải lập tức truyền thông nội bộ, chia sẻ những cái thông tin chính xác, đúng đắn, tích cực và tìm được cái sự đồng thuận của cán bộ công nhân viên trong công ty. Vụ việc này tôi xin phép được trao đổi như sau. Đây là các vấn đề như thế này, như thế kia, đúng không? Tôi xin được thông báo cái hình thức truyền thông thì chúng ta có thể là qua thông báo công văn, qua email, qua họp trực tiếp, đúng không ạ? Qua cầu truyền hình nếu như một cái doanh nghiệp ở quy mô toàn quốc, hoặc là thậm chí là đa quốc gia, đúng không ạ? Qua các cái trưởng bộ phận, rồi thì thậm chí là họp toàn bộ công ty, quán triệt là vụ việc như thế này, ai sẽ là người phát ngôn, những người không được phát ngôn thì sẽ làm gì, công việc sẽ làm gì, vân vân, đúng không ạ? Để làm gì? Để thứ nhất là nội bộ của chúng ta là hiểu rõ về vụ việc, những gì được biết và những gì không được biết, những gì đúng và những gì không đúng. Chúng ta cũng quán triệt là ai được phát ngôn và ai không được phát ngôn, nếu được phát ngôn thì phát ngôn cái gì và cái gì thì không nên phát ngôn, đúng không? Bởi vì một công ty có 100 người là có 100 cái Facebook, có 100 cái Zalo. Một công ty có 1.000 người là có 1.000 cái Facebook, có 1.000 cái Zalo, rất là nguy hiểm, đúng không? Cái cách mà chúng ta truyền thông là như vậy, càng nhanh, càng chính xác, càng tốt, phụ thuộc vào tình huống, phụ thuộc vào quy mô, phụ thuộc vào cách thức. Các bạn gửi email thì yêu cầu các trưởng bộ phận yêu cầu phải check, trong đó check. Đấy. Các bạn có thể là có Facebook group, các bạn cũng có thể có Zalo group, các bạn cũng có thể có bản tin nội bộ. Các bạn cũng có thể quy mô nhỏ thì các bạn yêu cầu một cuộc họp khẩn cấp. Ví dụ vụ việc xảy ra lúc 8 giờ sáng thì 8 giờ 15 chúng ta có thể triệu tập một cuộc họp toàn công ty. Cái cuộc họp này thì có thể là có 100, 200, 300 nhân viên tham dự rất là nhanh thôi, không có vấn đề gì cả, đúng không? Hoặc là chúng ta sẽ làm việc với các trưởng phó các bộ phận, sau đó các trưởng phó bộ phận lại tiếp tục làm với cấp dưới. Thế nhưng mà nếu mà chúng ta không tin các trưởng phó bộ phận thì tốt nhất là chúng ta nên tự làm. Bởi vì sao? Bởi vì là nếu mà chúng ta mà không cẩn thận là chúng ta sẽ kiểu như là tam sao thất bản đấy, đúng không? Và có thể những người khác truyền thông do cái khả năng nói của người ta, cái khả năng giao tiếp, trình bày vấn đề người ta không tốt thì chuyện nó lại sai một ly đi một dặm. Ok. Đấy. Tiếp tục một cái lời khuyên nữa trong cái vấn đề giải pháp truyền thông nội bộ ở đây là chúng ta phải sử dụng những cái ngôn từ truyền thông là phải được lựa chọn hết sức là kỹ lưỡng, hết sức là phù hợp, đúng không? Bởi vì trong cái lúc dầu sôi lửa bỏng như thế này thì một từ thôi, một cụm từ thôi viết sai cũng có thể làm cho nội bộ trở nên hoang mang, trở nên bực tức, trở nên tức giận, một ai đó cảm thấy bị tổn thương nặng nề. Rồi thì cho rằng là ban lãnh đạo thế này, cho rằng là người A, người B thế kia, cho rằng công ty thế này thế khác, rất là phức tạp. Bởi vì người ta chấp nhau từng lời ăn tiếng nói, người ta chấp nhau từng câu chữ trong cái thời điểm như vậy, được chưa ạ? Vì vậy của tôi muốn nói với các bạn là các bạn phải lựa chọn ngôn từ truyền thông hết sức là cẩn thận, hết sức là chọn lọc, viết lách cẩn thận, được chưa ạ? Và phải mời đến những người có chuyên môn, chuyên gia để người ta viết và nói cái gì thì nói. Và tinh thần ở đây là gì? Là dựa trên cái tinh thần là cầu thị, đúng không ạ? Rõ ràng, hợp tình, hợp lý, và đặc biệt là kêu gọi sự giúp đỡ, sự đồng lòng, sự chia sẻ, sự cảm thông, sự hỗ trợ, rồi thì sự tham gia của cán bộ công nhân viên trong công ty, trong tổ chức, trong doanh nghiệp. Đó. Khi mà lúc này một cái đầu không thể bằng 1.000 cái đầu được, 100 cái đầu được. Vì vậy tức là chúng ta nên vừa là truyền thông cái vụ việc đấy, vừa là cảm ơn, vừa là xin lỗi, nhưng đồng thời cũng là kêu gọi cái sự giúp đỡ, sự chia sẻ về tài nguyên, vật lực, con người, rồi thì các giải pháp, các ý tưởng để công ty, để thương hiệu, để doanh nghiệp hoặc để một cái cá nhân nào đấy có thể vượt qua được cái giai đoạn này. Đấy là cái điều mà tôi nghĩ là rất là quan trọng. Các bạn nên sử dụng cái giải pháp này đồng thời khi mà các bạn áp dụng với những cái giải pháp khác. Tôi sẽ trình bày với các bạn 5 nhóm giải pháp, đúng không ạ? Trong cái video bài học trước là tôi đã trình bày về cái nhóm giải pháp liên quan đến công nghệ một chút rồi. Thì còn cái này thì là giải pháp về truyền thông nội bộ. Tất nhiên truyền thông nội bộ thì chúng ta cũng vẫn sử dụng công nghệ như tôi vừa nói, đúng không? Email, cầu truyền hình, Facebook group, Zalo group, gửi văn bản, gửi công văn hỏa tốc, rồi thì họp hành, vân vân. Ok. Như vậy mọi người đã clear chưa ạ? Mục tiêu rất rõ ràng rồi nha. Mục tiêu tôi đã nói rồi là truyền thông rõ ràng về thông tin vụ việc, rồi thì đưa ra những cái quy định rõ ràng, ai được phát ngôn cái gì, ai không được phát ngôn. Mọi người cứ bình tĩnh làm việc, đúng không? Kêu gọi lời giúp đỡ này kia, cảm thông, rồi thì luôn luôn phải nói lời cảm ơn, tri ân tới mọi người, các thành viên trong tổ chức. Alright, rồi xong. Một lần nữa xin được cảm ơn các anh chị và các bạn đã theo dõi cái video bài học này. Xin được cảm ơn các anh chị rất nhiều.